Một cơn bão mới đã hình thành ở Tây Thái Bình Dương, tên là bão Conray. Nó sẽ có đường đi ban đầu hơi giống với bão Trà My, cơn bão số 6, và theo hướng di chuyển của Conray thì khoảng cách giữa nó và bão Trà My sẽ dần bị thu hẹp. Liệu có thể xảy ra điệu vũ của hai cơn bão, hay còn gọi là hiệu ứng bão đôi? Áp thấp nhiệt đới ở Tây Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão, tên quốc tế là Conray. Đây là cơn bão có kích thước lớn, tương tự bão số 6 Trà My, theo cơ quan khí tượng Nhật Bản vào ngày 25 tháng 10. Bão Conray hiện có sức gió khoảng 45 km/h, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Theo các dự báo hiện tại, nó sẽ đi về phía Đài Loan Trung Quốc hoặc giữa Đài Loan và Philippines. Trong quá trình này, khoảng cách giữa bão Conray và bão Trà My hiện đang ở Biển Đông sẽ dần ngắn lại. Vậy có thể xảy ra điệu vũ của hai cơn bão không? Điệu vũ của hai cơn bão, hay còn gọi là hiệu ứng Fujiwara hoặc bão kép bão đôi, là khi hai cơn bão gần nhau thực hiện một vũ điệu xoay quanh một tâm trung. Sau đó, bão lớn có thể nuốt bão nhỏ hoặc hai cơn bão hợp nhất hoặc di chuyển xung quanh nhau rồi đường ai nấy đi. Đầu tuần tới, nếu vẫn di chuyển theo dự báo hiện tại, thì bão Trà My và bão Conray có thể ở khá gần nhau, dưới 2.000 km, thậm chí dưới 1.500 km. Đây là khoảng cách mà hiệu ứng bão kép có thể xảy ra. Tuy nhiên, thời điểm đó, có thể bão Trà My bắt đầu suy yếu rồi trở thành áp thấp nhiệt đới, còn bão Conray được nhận định sẽ vòng ngược lên phía Đài Loan hoặc phía Nam Nhật Bản, nên có thể Conray sẽ không nuốt hoặc hợp nhất với bão Trà My. Thay vì vậy, có lẽ hai cơn bão này chỉ tương tác ở mức bão Conray kéo bão Trà My đi về phía đông, ra xa khỏi nước ta mà thôi. Dù sao, dự báo về hai cơn bão này có thể còn thay đổi trong những ngày tới do bão áp thấp nhiệt đới luôn rất khó lường. Vì vậy, người dân lưu ý theo dõi thông tin từ các nguồn chính thống để có cách ứng phó nếu cần. Cơn bão số 6, bão Trà My, hiện được dự báo là sẽ đi vòng trên Biển Đông, chứ không đổ bộ vào nước ta và có thể sẽ không đổ bộ vào bất kỳ đâu. Tuy nhiên, với hoàn lưu rất lớn, cơn bão này có khả năng gây mưa lớn ở nhiều tỉnh thành miền Trung và cả miền Bắc, bao gồm thủ đô Hà Nội. Sau khi vào miền Đông, bão Trà My, cơn bão số 6, di chuyển chậm và đang tận dụng điều kiện môi trường tương đối thuận lợi để mạnh lên. Sáng ngày 25 tháng 10, sức gió của bão Trà My là khoảng 95 km/h, giật cấp 10, và bão có thể đạt được cường độ tối đa vào sáng mai với sức gió khoảng 100 km/h. Đến sáng nay, các mô hình dự báo của nước ta và trên thế giới đã thống nhất về việc bão Trà My sẽ không đổ bộ. Trước đó, một số mô hình dự báo Trà My sẽ đổ bộ miền Trung nước ta, mà quay đầu ngược lại vào khoảng thứ hai tới, ngày 28 tháng 10. Tuy nhiên, trong quá trình quay đầu thì bão Trà My sẽ đến khá gần nước ta, có thể chỉ cách Đà Nẵng khoảng hơn 200 km về phía đông. Mà kích thước cơn bão này rất lớn, đường kính đến hơn 1.000 km, đường kính vùng có gió mạnh, nên khả năng gây mưa của nó cũng không vừa. Bằng chứng là nó đã gây mưa kỷ lục ở nhiều vùng tại Philippines. Theo dự báo hiện tại của các mô hình lớn, từ tối mai ngày 26 tháng 10, mưa có thể bắt đầu xảy ra ở các tỉnh thành ven biển miền Trung nước ta, từ Huế đến Quảng Ngãi. Sau đó, mưa mở rộng dần ra về phía cả phía Bắc và phía Nam. Đến ngày 27 và 28 tháng 10, nhiều tỉnh thành ở Đông Bắc Bộ và Đồng bằng Bắc Bộ như thủ đô Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định dự báo cũng có mưa do ảnh hưởng của bão số 6, chủ yếu là mưa nhỏ và vừa. Sau khi quay đầu, bão Trà My được dự báo sẽ suy yếu dần rồi thành áp thấp nhiệt đới. Dù bão được nhận định không đổ bộ, nhưng mưa lớn do bão cũng có thể gây ảnh hưởng không nhỏ. Vì vậy, người dân lưu ý theo dõi cập nhật của các cơ quan chức năng địa phương để ứng phó kịp thời. Theo chuyên gia, bão số 6 nhiều khả năng sẽ tương tác với một cơn bão khác gây mưa rất lớn ở khu vực miền Trung. Tại cuộc họp ứng phó với bão Trà My, được Cục Quản lý Đê Chiều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức trong sáng ngày 25 tháng 10 tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều 24 tháng 10, bão Trà My đã đi vào vùng Biển Đông của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 6 trong năm 2024. Hiện nay, ngoài khơi phía đông của Philippines xuất hiện một áp thấp nhiệt đới, dự báo trong 24 đến 48 giờ tới sẽ mạnh lên thành bão và di chuyển đến phía đông bắc của đảo Luzon, khiến bão số 6 chịu tương tác của bão đôi và suy yếu đi. Hoàn lưu bão số 6 tương đối rộng, mây đối lưu lệch về phía tây nên bắc và giữa Biển Đông sẽ chịu tác động của gió mạnh, ông Nguyễn Văn Hưởng chia sẻ. Với hướng di chuyển của bão như dự báo hiện tại, khoảng chiều 26 tháng 10, ở vùng biển Trung Bộ có thể có gió mạnh cấp 6, cấp 7,
Sau khi bão tiến gần, gió tăng lên cấp 8, cấp 9, khu vực đảo Lý Sơn cũng có gió mạnh tương tự. Theo tính toán sơ bộ, với hoàn lưu mây lệch về phía Tây, khả năng tối và đêm mai 26 tháng 10 đến ngày 29 tháng 10, bão Trà My gây mưa lớn ở Trung Bộ, từ Hà Tĩnh trở vào Bình Định, Phú Yên. Vùng mưa lớn tập trung ở Quảng Trị cho đến Quảng Nam, Kon Tum và Gia Lai. Lượng mưa ở khu vực này có thể lên tới 200-300mm, không loại trừ khả năng có những khu vực mưa với cường suất lớn, ông Nguyễn Văn Hưởng nhận định. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo do ảnh hưởng của bão số 6, từ hôm nay, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8 đến cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 đến cấp 12, 89 đến 133 km/h, giật cấp 15, sóng biển cao 5 đến 7 m, vùng gần tâm bão 7 đến 9 m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên, đặc biệt trên khu vực huyện đảo Hoàng Sa đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến 6 giờ 30 sáng ngày 25 tháng 10, đã có 67.212 phương tiện với 307.822 người biết diễn biến, hướng đi của bão số 6 để chủ động di chuyển, phòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Trước diễn biến của bão số 6, quân đội đã huy động 285.480 người, trong đó bộ đội 86.019 người, dân quân tự vệ 199.461 người, 12.503 phương tiện quân sự các loại sẵn sàng ứng phó với cơn bão này. Cụ thể, quân khu 3 huy động 51.075 người, 582 ô tô, tàu xuồng, xe đặc chủng. Quân khu 4 huy động 135.781 người, 1.195 ô tô, tàu xuồng, xe đặc chủng. Quân khu 5 huy động 55.163 người, 1.660 ô tô, tàu xuồng và 3 máy bay. Quân chủng phòng không, không quân huy động 4.600 người, 206 phương tiện và 8 máy bay. Binh đoàn 18 huy động 30 người, 2 máy bay trực thăng và 4 ô tô. Để ứng phó với bão số 6, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện chỉ đạo chủ động ứng phó bão số 6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành công điện gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận về việc ứng phó các bão gần Biển Đông. Bộ Ngoại giao cũng đã có công hàm gửi các quốc gia, vùng lãnh thổ đề nghị tạo điều kiện hỗ trợ ngư dân tránh trú. Các bộ, quốc phòng, giao thông vận tải, công an đã có công điện về việc ứng phó với bão. Bão số 6, bão Trà My được dự báo là cơn bão mạnh, diễn biến rất phức tạp, khó lường, có khả năng rất cao ảnh hưởng trực tiếp nên thành phố Đà Nẵng đã tập trung chỉ đạo quyết liệt với công tác ứng phó. Ngày 24 tháng 10, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Trinh đã ban hành công điện ứng phó với bão Trà My. Theo đó, để chủ động ứng phó với bão, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị thủ trưởng các đơn vị lực lượng vũ trang, sở ban ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan chủ động tổ chức theo dõi sát thông tin diễn biến thiên tai có thể xảy ra, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác ứng phó theo phương án phòng chống và khắc phục hậu quả ứng với một số kịch bản thiên tai năm 2024 trên địa bàn. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng khẩn trương thông báo cho tất cả các chủ phương tiện, tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển. Ủy ban Nhân dân các quận, huyện sẵn sàng triển khai phương án sơ tán nhân dân. Lưu ý các khu dân cư đang sống ở những vùng trũng thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết theo phương châm 4 tại chỗ. Các sở ngành liên quan chỉ đạo triển khai phương án phòng chống ngập úng, khơi thông cống rãnh thoát nước, khẩn trương hoàn thành trăng trống và rong tỉa cây xanh đường phố, hạn chế ngã đổ, triển khai phương án phòng chống sạt lở đất đá, sẵn sàng triển khai phương án dọn dẹp vệ sinh môi trường sau mưa lớn. Thường xuyên kiểm tra đánh giá an toàn các đập, hồ chứa nước trên địa bàn, sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để kịp thời xử lý các sự cố, đảm bảo an toàn công trình, vận hành hồ chứa theo đúng quy trình và phương án phòng chống thiên tai đã được phê duyệt, phối hợp với các địa phương thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn không cho người dân và phương tiện đi lại trong hồ và tràn xả lũ. Các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24, thường xuyên báo cáo công tác ứng phó và tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, Bộ đội Biên phòng đã thống kê được 1.133 trên 1.159 phương tiện đang neo đậu tại các bến.
Như vậy, Đà Nẵng còn 26 tàu thuyền với 208 lao động đang hoạt động trên biển. Đến thời điểm này, 100% các phương tiện đang hoạt động trên biển đã nắm được diễn biến, hướng di chuyển của bão số 6.